ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức Long An đã tuyên án vụ cựu cán bộ quản giáo trại giam Long Hòa dùng nhục hình dẫn đến chết người. Tòa tuyên phạt Nguyễn Phước Thuận 7 năm tù, Nguyễn Minh Quân 5 năm tù và Châu Minh Nhật chiến sĩ nhiệm vụ công an 5 năm tù cùng về tội dùng nhục hình. Về nhiệm vụ dân sự, trước đó, trại giam Long Hòa cùng những bị cáo đã bồi thường theo thỏa thuận cho những bị hại 199 triệu đồng. Tại phiên tòa, thay mặt đại diện phía bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên tòa không xem xét. Theo cáo trạng, quản giáo thuận được phân công phụ trách đội chính, đội 10 gồm những phạm nhân chưa thành niên. Ngày 20 tháng 10 năm 2017, trong quá trình thao tác làm việc, ba bị cáo lần lượt gọi năm phạm nhân mới nhập trại gọi lý do bỏ lao động, có thái độ chống đối lao động và không tiếp thu sự giáo dục. Trong số những phạm nhân được gọi có lại quốc quy 17 tuổi, khi những phạm nhân đưa ra lý do như đau bụng, chưa nắm nội quy nên đi làm việc trễ, bị tiêu chảy nên lao động muộn thì quản giáo thuận buộc những em nằm sắp dưới nền và quản giáo vuông, nhật đánh. Sau khi bị đánh và tra gỏi, bốn phạm nhân được cho ra phía bên ngoài lao động. Tiên nạn nhân quy được thuận giữ lại phòng thao tác làm việc để thường xuyên gỏi. Do không nhận lỗi nên quy bị những bị cáo thường xuyên đánh đập và còn tay vào giác lưới mươi. Đến khi phát hiện nguyên đất xỉu xỉu, Thuận mới tháo còn mang theo cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Trước đó, tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức xét xử sơ thẩm lần một xét xử lưu động tại trại giam Long Hòa, tuyên phạt bị cáo Thuận 3 năm 6 tháng tù, Quân 2 năm 6 tháng tù và Nhật 2 năm tù cùng về tội dùng nhục hình. Ngay sau đó, Quân và Nhật kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gia đình nạn nhân cũng kháng cáo gì ngờ vực về nguyên nhân cái tết của Huy. Đến tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm đã tuyên hủy tổng thể phiên bản án sơ thẩm do phiên bản án này vi phạm nghiêm trọng giấy tờ thủ tục tố tụng.